Mới đây, rất nhiều thành viên mạng xôn xao vì một bài đăng, một vụ việc của một shipper sống tại Sài Gòn bị cướp 11,8 triệu đồng tiền hàng của công ty. Ngay giữa mùa dịch khó khăn, shipper đã phải bật khóc vì số tiền bị cướp là quá lớn. Bảo cho biết trong túi có giấy tờ xe, chìa khóa nhà và 11,8 triệu đồng tiền hàng của công ty. Chưa bao giờ mình hoảng loạn như thế, mãi mới bình tĩnh để cầm điện thoại gọi cho anh ca trưởng giao hàng ngay tại khu vực mình bị cướp. Anh ấy là người đi cùng mình lên cơ quan chức năng trình báo sự việc. Bảo đã tường trình với công ty về sự việc và phải mất ít nhất 2 tháng tiền lương mới đủ để bù vào số tiền đã bị cướp. Chứ thời điểm hiện tại dịch bệnh khó khăn, rất khó để kiếm được đồng tiền. Hiện tại cậu đang sống một mình, bố thì mất sớm khi cậu lên 3, mẹ cũng bỏ đi từ thời điểm đó. Bảo còn hai chị gái đều đã lập gia đình và kinh tế cũng không khá giả hơn. Ngày xảy ra sự việc, có rất nhiều người tốt đã gửi lời động viên đến anh. Trong số này có nhiều người lên mạng kêu gọi giúp đỡ, một số người khác chuyển khoản trực tiếp. Anh em đồng nghiệp cũng chung tay mỗi người một ít giúp anh.